Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 41. Sau khi thức dậy ở trong hôn mê, Tiêu Viêm vận thử đấu khí trong cơ thể thì bàng hoàng phát hiện đấu khí trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất tăm. Thế rồi, ngay khi Tiêu Viêm vẫn đang ngơ ngác thì đột nhiên, từ các kinh mạch, một cỗ năng lượng cuồng bạo đã đột nhiên bạo phát. Cũng vậy, thân thể của Tiêu Viêm theo thế cũng được phóng lên cao. Gầm lên hét lớn, một cỗ năng lượng bùng nổ khiến nơi đây rung chuyển mạnh. Ở trung tâm của vũ trụ là Tiêu Viêm, với hai cánh có màu ngọc bích tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, đang phiêu bổng giữa không trung. Lúc gần đây khi kiểm tra lại cơ thể bản thân, Tiêu Viêm ngỡ ngàng biết mình đã chính thức đặt chân tới cánh cửa chiến vương và mọi thứ đã thực sự biến đổi. Nhìn vào cái nhẫn trên tay, Tiêu Viêm lại nụ cười và nói, "Lão sư, ông trời cao không bỏ rơi chúng tôi đâu." Cuối cùng, hướng đôi mắt ra ngoài, quan sát Mỹ Đỗ Toa đang dần dung nhập linh hồn có một chút thuận lợi, Tiêu Viêm cũng thấy an tâm phần nào. Thế rồi, đang để ý quan sát Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm bỗng thấy ở phía trước có hai con mắt của dị hỏa đang tập trung vào mình. Sau nữa, trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện một luồng tâm hỏa cực mạnh xâm nhập người. Sau nhưng lập tức, nó lại bị năng lượng trong nội thể khu tiêu diệt nốt. Thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ thở dài hỏi, ai? Đốt người lâu như thế mà còn không bằng lòng à? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sau đây, chúng ta nên quay lại chưa? Nói dứt lời, hai cánh sau lưng khẽ rung, thân hình như một tia chớp, chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm đã lập tức tiến đến phía dị hỏa và tiếp tục truy đuổi. Lúc này đây, tốc độ của Tiêu Viêm là rất khủng khiếp, mặc kệ những con rắn nhỏ bé đó đang không ngừng bỏ chạy 30, Tiêu Viêm quá nhanh chóng đã tới rất gần nó. Và cuối cùng, qua một hồi giằng co, Tiêu Viêm cũng bắt gọn được vào trong tay. Áng đó, thân hình ngừng động, Tiêu Viêm đã thu hai cánh và từ từ nhảy xuống nước. Lúc này, nhìn bản thể của dị hỏa trong lòng bàn tay, Tiêu Viêm cũng cười sau đó nói, lão sư, hãy phù hộ đệ tử luyện biến thành công đi. Nói dứt lời, Tiêu Viêm lại lấy dị hỏa đặt xuống liên thai và tiếp tục quá trình khai phệ nó. Nương theo bàn tay nhẹ động, Tiêu Viêm đã cho phép diễm trong cơ thể anh thoát ra và bao bọc lại tất cả bản thể dị hỏa ở bên trong. Sau đó, để khống chế dị hỏa, Tiêu Viêm đã cho phép Vẫn Lạc Tâm Viêm được dung nhập với cơ thể anh. Nương theo đó, Như Lạc Tâm Viêm cũng từ từ bước đến trong kinh mạch rồi căn cứ theo lộ tuyến của công pháp phần quyết mà đi tới. Lúc này đây, ở trung tâm của phần quyết công pháp, bản thể của dị hỏa cũng nhanh chóng đã xuất hiện. Sau đó, Tiêu Viêm lại một lần nữa cùng nó chơi trò đuổi bắt. Và rất nhanh chóng, sau một hồi vật lộn và cố gắng, Tiêu Viêm cuối cùng cũng bắt được dị hỏa và đưa nó vào vị trí trung tâm của phần quyết công pháp. Tuy nhiên, ngay khi tiến vào, Như Lạc Tâm Viêm cũng đồng thời cùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa phát sinh mâu thuẫn, do vậy, một vụ nổ đã lập tức bạo phát. Lúc này, bên trong nội thể không ngừng dao động, ở bên ngoài, Tiêu Viêm cũng đồng thời phải gánh chịu những cơn đau đến tê dại. Mặc dù vậy, cũng giống lần trước, dù cho dị hỏa chống trả quyết liệt thế nào thì nam nhân kia cũng không khuất phục. Và cuối cùng thì Tiêu Viêm cũng đặt được dị hỏa vào trung tâm của phần quyết công pháp. Nương theo đó, nơi đây cũng sáng bừng lên trong sắc vàng kỳ ảo. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc ấy, Tiêu Viêm đã thêm một lần nữa ngất đi. Còn dị hỏa, trong lúc đó, nó cũng đang dần dần dung nhập trở lại. Trải qua thời gian, cuối cùng thì hai ngọn hỏa diễm kia cũng dần dung nhập với nhau và tạo thành một ngọn dị hỏa mới có màu xanh vàng cực kỳ quỷ dị. Sau khi thức dậy, Tiêu Viêm cảm nhận thấy ngọn dị hỏa mới vừa tạo nên trong cơ thể và anh ấy vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, sau khoảnh khắc ấy, cơ thể Tiêu Viêm bỗng nóng bừng lên và hướng lên phía trước, Tiêu Viêm cảm thấy một cảnh tượng cực kỳ huyền diệu. Lúc này đây, Mỹ Đỗ Toa mất một đoạn thời gian dài, cuối cùng, nàng cũng thành công dung nhập linh hồn với thôn Thiên Mãng. Ở trên không trung, sau quá trình dung hợp thành công, một thân thể mềm mại cũng đã xuất hiện sau đó từ từ đáp xuống đất. Lúc này đây, Tiêu Viêm nhìn ra thân thể tuyệt diễm trước mắt, anh ấy cũng không kìm nén nổi mà vội bước tới ngay. Trong khoảnh khắc hai người gần gũi, thời gian theo vậy cũng trôi chậm hơn. Chứng kiến nữ nhân trước mắt với bộ váy gợi cảm, Tiêu Viêm có một chút phấn khích. Lên cuối cùng, sau một hồi im lặng, Tiêu Viêm cũng đã nắm được tay Mỹ Đỗ Toa và đưa nàng tới áp sát với cơ thể hắn. Lúc này đây, Mỹ Đỗ Toa cũng muốn chống cự, vậy nhưng do mới đến nên thân thể nàng không có một chút sức lực nào cả. Bởi vậy, trước sức mạnh của từ nam nhân đó, nàng cũng chẳng thể làm gì, hiện tại, nàng chỉ biết chấp nhận ở trong lòng Tiêu Viêm và chờ hắn bế mình lên rồi rút lui. Cứ như thế, lúc sau, một nam một nữ, hai người mãnh liệt lại hòa cùng nhau trong dòng dung nham đang sôi.
Cuối cùng, khi màn đêm tan biến, sau khi mở mắt trở lại, Tiêu Viêm thấy Mỹ Đỗ Toa đang bên cạnh mình và anh ấy cũng không thôi hoảng sợ. Đến đây thì cũng khép lại tập 41 đấu phá thương khung phần 5. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.